Hello anh em, chào mừng em quay lại với Vlog MiAI. Bài toán của hôm nay chúng ta sẽ làm là cross sell prediction, dự đoán vấn đề bán chéo cross sell nhá. Anh em tò mò cross sell là gì, dự đoán ra làm sao thì xem tiếp thôi nhá. Ok, thì mà đề mày là mình đã nói rồi là cross sell prediction, làm bài toán nằm trong cái series AI in banking mà mình có chia sẻ ở trên YouTube MiAI. Thì mình rất thích làm những bài về series AI in banking này vì nó gắn liền với cái công việc hàng ngày của mình. Hôm nay mình đang công tác tại các ngân hàng khối công nghệ thông tin của ngân hàng SHB và mình có đang tuyển dụng rất nhiều anh em Java backend đó, để cho những cái hệ thống gọi là ăn chơi nhảy múa của mình rất là welcome các anh em nộp CV. Thì email của mình là thắng.nchacomgmail.com, mình welcome tất cả CV của anh em nhé. Rồi, đi vào chủ đề chính hôm nay là cross sell prediction. Thì trước khi bắt đầu thì mình xin phép có một số cái warning. Warning thì thực ra với anh em thì warning nó cũng không 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 có gì đâu, mình đùa một chút cho vui thôi chứ không có warning gì đâu. Nhất là mình muốn khẳng định rằng là mọi cái chia sẻ ở trên này nhá, có thể đúng có thể sai, nó là quan điểm cá nhân của mình và mình là một người không chuyên về AI, không chuyên về data analytics, không chuyên về data engineer cũng như không chuyên về data scientist. Mình chỉ là phần mềm thôi, code mấy cái đơn giản, mà code là ngày xưa rồi, bây giờ thì mình phụ trách trung tâm và quản lý các anh em code thôi, chứ mình không code chi tiết nữa. Và AI rồi các cái làm về data thì hoàn toàn là cái sở thích của mình thôi, mình làm và mình tự tìm hiểu, không học qua trường lớp nhá. Nên là các chia sẻ trong bài này có thể đúng có thể sai, thì các bạn đã thấy sai thì cũng có thể comment để mình sửa lại đó, và mình welcome, rất welcome các comment mang nhất tích cực đóng góp. Còn các comment kiểu ui dồi ôi có thế này mà cũng chia sẻ, ui dồi ôi chẳng hiểu gì về data mà cũng chia sẻ, ui dồi ôi bla bla, thì mình sẽ block nhé. Mình cũng sẽ block các bạn và mình nghĩ rằng chúng ta không hợp nhau trên cuộc đời này đó. Vì thực ra thì mình theo quan điểm của mình thì biết đến đâu chia sẻ đến đó thì chúng ta mới tạo ra được một cái giá trị cho cuộc sống, cho cộng đồng. Chứ còn chúng ta biết mà chúng ta cứ giữ cho mình thì rất là phí. Và cái bài toán này cũng có rất nhiều cách xử lý nha, và đây chỉ là một trong n cách đó thôi, nó không phải tất cả nhé. Để mình nói trước để tránh cái comment kiểu ngay khi mình post bài lên sẽ có kiểu ở dưới là ui cái này giải cách đi hay hơn, ôi cái này có nhiều cách giải mà cần gì phải dùng cái này, ok có nhiều cách giải mà bạn có thể đóng góp thêm cách giải đó, bạn có thể chia sẻ cách giải đó bằng trên trên MIA nhé, mình rất welcome. Và bài toán này thì nó mình nói trước là nó sẽ không áp dụng thuật toán mới hay là một cái phương pháp gì đấy quá là mới. Thực ra mình chia sẻ bài này ấy, là để chúng ta có một góc nhìn khác, từ góc nhìn của AI in banking để chúng ta áp dụng vào bài toán của chúng ta trong cuộc sống nhá. Rồi, một đôi điều như vậy thì sorry đã mất thời gian của anh em, nhưng mà các bài về data thì hay có các comment như vậy nên là mình cũng dành ra khoảng độ 1 phút để mình chia sẻ để thì mong anh em có thể là hiểu mình hơn. Đó. Rồi vấn đề hôm nay là gì? Bạn nào mà làm trong ngành tài chính rồi bán lẻ vân vân thì sẽ rất là quen khái niệm mà cross sell hoặc là up sell. Cross sell là dịch nguyên nghĩa là bán chéo, đúng không? Chúng ta bán cho các khách hàng các sản phẩm đó khác mà có liên quan đến cái sản phẩm mà chúng ta đã bán. Ví dụ khách hàng vào mua hamburger đó, thì thường chúng ta sẽ tìm cách nào đó, có thể là tư vấn của cái em bán hàng, có thể là cái gói kích cầu combo, có thể là các chương trình khuyến mại gì đó khác để khách hàng mua thêm gì, khoai tây chiên. Thế rồi khách hàng mua thêm khoai tây chiên rồi thì chúng ta lại tìm cách kích cầu, có thể là chúng ta sẽ thấy là ăn hamburger và khoai tây chiên thì sẽ bị hơi khô chẳng hạn, chúng ta sẽ kích cầu để bán thêm một cái cốc Pepsi chẳng hạn để chúng ta tăng thêm cái trải nghiệm cho khách hàng cũng như là tăng thêm doanh số bán hàng
đúng không? Đó là cross sale. Còn up sale là chúng ta bán cho khách hàng một cái gì đó to hơn, lớn hơn và của sản phẩm đó. Ví dụ đơn thuần các bạn thấy không? Là khi vào cái nhà hàng đó, thì chúng ta thấy là khi ta mua Pepsi nha, thì ngay lập tức sẽ có một cái tư vấn là anh ơi, bọn em đang có giảm giá, anh có thể up sale lên mà chỉ tốn thêm 10.000 thôi. Anh up sale lên mà tốn 20.000 thôi. Đó thì anh có up mà upside hay không? Có upside nhé, có tăng size hay không? Đó, chỉ mà em chỉ khuyến mại à, tăng size lên chỉ có 10k thôi. Ok, thấy lời quá tăng size đúng không? Size cũ đang 100, size 2 200 đó thì đồng ý tăng size. Thực ra là thứ đó thì người ta bán được nhiều nhiều hàng hơn. Đó, và họ đã tính toán rồi, cover chi phí rồi, việc tăng size chúng ta nó không ảnh hưởng gì đến quá nhiều, không ảnh hưởng quá nhiều đến lợi nhuận. Đó. Rồi. Thì bài hôm nay chúng ta sẽ làm về cross sale nhá. Cross sale. Cross sale. Thì cụ thể là gì? Cụ thể là chúng ta sẽ tìm cách bán từ dữ liệu. Đây là ví dụ chúng ta tưởng tượng chúng ta đi vào một công ty bán bảo hiểm nhá. Bảo hiểm, chúng ta đã thu thập được dữ liệu của khách hàng mua bảo hiểm tại cái công ty của chúng ta. Sau đó chúng ta dựa vào dữ liệu quá khứ là những cái người khảo sát, dữ liệu khảo sát quá khứ đúng không? Thì những khách hàng nào đã mua bảo hiểm xe và có nhu cầu mua thêm bảo hiểm sức khỏe cho họ, ta thu thập dữ liệu và mục đích chúng ta xây dựng ra một cái mô đồ để dự đoán nhé, dự đoán từ những khách hàng mua bảo hiểm ô tô, dự đoán ra những khách hàng có cái nhu cầu mua bảo hiểm sức khỏe để chúng ta làm gì? Tư vấn, để tấn công, để tiếp cận, và từ đó thì chúng ta vừa gia tăng cái khả năng thành công khi chúng ta tiếp cận, và chúng ta lại vừa tiết kiệm được cái chi phí nhân sự, chi phí tin nhắn, chi phí promotion để có thể là tiếp cận và bán được thêm sản phẩm khác cho khách hàng, được chưa? Đó là bài toán của chúng ta ngày hôm nay. Thế thì mình đi qua một chút về input và output. Đây, input đây. Các bạn nhìn qua input sẽ thấy là gì? Nó có những cái gì nhỉ? Nó có những cái thông tin của khách hàng như giới tính, độ tuổi, có bằng lái xe hay chưa? Rồi thì cái vùng địa, cái vùng của khách hàng cư trú đã được bảo hiểm hay chưa? Đã cái phương tiện của người ta thì là cái độ tuổi của phương tiện của người ta, rồi cái bảo hiểm này đã từng bị hỏng hóc chưa, rồi cái mức annual premium là mình nhớ cái gì nhỉ, đó là cái mức gì đó, thực ra nó cũng không quan trọng lắm, mình là ví dụ thôi, có thể là mức thu nhập hàng năm gì đó mình không nhớ. Rồi tiếp đến là cái kênh bán hàng mà khách hàng đã tiếp cận khách hàng này, rồi thì cái độ tuổi mà khách hàng gắn bó với cái thời gian mà khách hàng gắn bó với cái công ty, nói như là thời điểm đầu mua hàng chẳng hạn, mua bảo hiểm từ bao lâu rồi đó, thì là cái nó gọi là thời gian gắn bó. Và cái output chúng ta chính là cái này, cột 01 này nha, để biết rằng khách hàng có hứng thú với việc mua bảo hiểm sức khỏe hay không nha. Thông tin bên trái là thông tin về mua bảo hiểm ô tô, và bên này là hứng thú có mua bảo hiểm sức khỏe hay không. Đó, thế thì ở đây mình là một dữ liệu hoàn toàn là ví dụ, nên là một số bạn sẽ comment kiểu chắc gì cái thông tin mua bảo hiểm ô tô nó đã có relevant, nó liên quan đến cái việc mà mua bảo hiểm sức khỏe. Đó thì toàn là ví dụ thôi. Ở trong ngân hàng thì các bạn sẽ áp dụng là gì? Ví dụ khách hàng đã mua thẻ tín dụng, khách hàng đã mua sản phẩm vay. Đó thì chúng ta có thể là chào khách hàng, xem là cái độ hứng thú của khách hàng với cái việc mà khách hàng có nhu cầu về bảo hiểm nhân thọ, hay khách hàng có nhu cầu về một sản phẩm gì khác, thấu chi, rồi thì là vân vân của ngân hàng hay không, thì chúng ta sẽ capture cái data, chúng ta làm sạch data, tiền xử lý data, rồi chúng ta sẽ xây dựng một cái mô đồ để chúng ta thử nghiệm và điều chỉnh. Không có mô đồ nào mà xây ra mà mình bảo chắc chắn là hoạt động, ta sẽ điều chỉnh và điều chỉnh nhá. Thì thứ hai mình nhấn mạnh ở đây là không phải là chúng ta áp dụng cái mô đồ hiện đại xịn sò
là nó ra được cái kết quả tốt nhé. Với mỗi mô đồ khác nhau, với mỗi cái dữ liệu khác nhau thì nó có một cái mô đồ nó mang lại kết quả tốt nhất cho tất cả mô đồ đó, thì chúng ta sẽ trải nghiệm và chúng ta chọn cái mô đồ mà tốt nhất cho data những bài toán của chúng ta. Với bài toán này thì chúng ta sẽ phải gặp phải khó khăn gì khi làm việc, đó là vấn đề về imbalance data. Vấn đề này thì ở trên Mì AI mình đã nói rồi, các bạn có thể vào Google gõ miai.vn cách ra, sau đó là dữ liệu mất cân bằng hoặc là imbalance data, thì ngay lập tức bạn sẽ có một bài cụ thể về vấn đề đó. Ở trong bài này thì cái vấn đề về data ở đây là gì, là chúng ta sẽ có rất nhiều cái class không, rất nhiều class không đó, và ít class một. Class không là khách hàng không không phản hồi về cái việc là khách hàng có hứng thú hay không. Đó. Class 1 là khách hàng có phản hồi. Thì rõ ràng là chúng ta biết rằng khi chúng ta khảo sát thì cái lượng không bao giờ cũng nhiều hơn là lượng phản hồi. Thế thì chúng ta thấy là chúng ta sẽ phải xử lý cái data này bằng các phương pháp như mình đã nói trong cái bài trước là oversampling, upsampling, vân vân, để chúng ta có thể cân bằng dữ liệu và chúng ta train model để tránh cho model bị align theo cái dữ liệu gọi là Mayo, dữ liệu chính. Dạ. Rồi. Về cái phương pháp xử lý bài toán này thì nó có rất nhiều cái mình sẽ áp dụng rất nhiều thuật toán trong khác nhau nhé. Mình sẽ áp dụng rất nhiều thuật toán khác nhau ở trong bài toán này để làm gì? Để như vừa nói là mình thử nghiệm, experiment, thí nghiệm để mình tìm ra cái thuật toán nào nó có gọi là cái gì nhỉ? Cái hiệu quả cao nhất cho cái bài toán của mình, cho dữ liệu của mình, nên là mình phải thử nghiệm. Thế thì khi đó thì chúng ta phải làm quen với khái niệm là experiment, đó, thí nghiệm. Chúng ta triển khai bài toán, chúng ta sẽ thử nghiệm gì? Chúng ta sẽ thử nghiệm nhiều thuật toán khác nhau. À, có thể logistics, có thể XGBoost, Decision Tree, vân rồi Neural Network, vân vân. Đó. Và chúng ta phải nếu chúng ta sử dụng cái deep learning thì chúng ta phải thử nhiều kiến trúc mô đồ khác nhau. Nếu chúng ta sử dụng các cái thuật toán ML cơ bản thì chúng ta phải thử nhiều cái tham số khác nhau, đúng không? Nhiều cái tham nếu mà dùng Neural Network thì thử nhiều kiến trúc, nếu mà dùng các thuật toán thông thường thì chúng ta phải thử nhiều tham số, đổi tham số rất nhiều tham số đấy. Ví dụ như số lượng cây ở trong cái random forest đó là một cái tham số, rồi các tham số về về khi dùng SVM, tham số về C vân vân đó. Rồi ngoài ra thì với data thì chúng ta cũng phải thử nghiệm nhiều lựa chọn liên quan đến data. Chúng ta phải biết là có rope, có cột, correlation hay không. Thì correlation là gì? Mình nói qua một chút thôi, là khi khi chúng ta làm cái bài toán mà liên quan đến dữ liệu kiểu dạng table này, input này, thì các cột đầu vào nhé, nó phải độc lập tuyến tính với nhau, nghĩa là không phụ thuộc vào nhau. Bạn hiểu thấy đơn giản đi. Thế thì chúng ta phải tìm ra các cột nào nó phụ thuộc vào nhau, thì chúng ta drop bớt cột đi để mô đồ vừa tính toán ít hơn mà vừa lại hiệu quả cao hơn. Ví dụ một cái về 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 vấn đề là nó phụ thuộc vào nhau đi. Ví dụ trong cái dữ liệu về của bạn có một cột là gì? Số phút gọi trong tháng. Ví dụ của công ty Telco nhé. Công ty Telco nó có cái là số phút gọi trong tháng của khách hàng. Cột thứ hai là số tiền khách hàng phải trả trong tháng. Thì bạn thấy rõ ràng là số phút gọi và số tiền phải trả trong tháng nó sẽ có quan hệ với nhau, nó phụ thuộc vào nhau. Số phút mà tăng thì số tiền tăng. Đấy, ok. Thì bạn cứ thử đi, bạn lấy một dữ liệu, bạn 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 tính toán ra cái correlation của nó, bạn thấy ngay là hai cột nó phụ thuộc rất lớn vào nhau. Vậy ta nên drop đi một cái cột. Thế nhưng không phải lúc nào drop đi nó cũng ra kết quả tốt hơn nhé. Bạn phải thử nhé. Và ở đây có một cái khái niệm về nữa là ok, chúng ta sẽ drop cái cột có correlation lớn. Vậy thế nào là lớn? 0,5 là lớn hay 0,6 là lớn, 0,7 là lớn, 0,8 là lớn, hoàn toàn không có. Chúng ta lại phải thử từng cái ngưỡng một. Ví dụ đầu tiên là một đồ ta không drop bất kỳ cột nào cả. Thứ hai là drop các cái cột có correlation lớn hơn 0,9. Tiếp thứ ba là drop lớn hơn 0,8, drop lớn hơn 0,7, vân vân. Chúng ta sẽ lưu lại cái kết quả đó và chọn ra cái mô đồ tốt nhất. Dạ. Rồi ví dụ size của input và output này như nào? Ví dụ các bạn
là bài toán dự án chứng khoán đúng không? Thì bạn hay lấy cái gì? Lấy dữ liệu của 7 ngày dự án một ngày. Có người lại không, tôi thích là dữ liệu của 30 ngày dự đoán một ngày đó. Các bạn lại không, lấy 30 ngày dự đoán 7 ngày đó. Ok, tùy vào các bạn và bạn phải cũng phải thử test nhá, và chúng ta test rất nhiều đó. Thế rồi một cái nữa chúng ta cũng phải thử, đó là hàm loss. Chúng ta phải thử rất nhiều hàm loss. Với bài toán dự đoán, chúng ta có thể dùng MAE, Mean Absolute Error. Chúng ta có thể dùng là RME, Root Mean Square Error. Chúng ta có thể dùng các cái lỗi mình nhớ, mình không nhớ hết. Bạn cứ search Google là ra nha. Nhưng tóm lại là gì? Khi triển khai các bài toán, chúng ta sẽ phải thử thử nhiều, thử rất nhiều tham số, thay đổi tham số, thay đổi toán, thay đổi loss, thay đổi input output vân vân. Vậy thì chúng ta phải có cái gì? Chúng ta phải có experiment table đó, table đây. Cái này hoàn toàn là do kinh nghiệm của mình và mình chia sẻ để mong là các bạn có cái tham khảo nhé. Mình chia sẻ để các bạn tham khảo và các bạn có thể sử dụng, có thể không nhé. Rồi, các bạn có thể sử dụng có thể không, tùy vào nhu cầu của các bạn. Tuy nhiên thì mình giải thích qua một chút về các cái cột trong cái bảng này nhé. Khi mình làm việc với một cái bài toán thì mình biết là mình sẽ phải thử rất nhiều, nên mình đã làm một bài Excel như này. Đầu tiên là mình nói qua một chút về ích lợi của cái việc tạo bảng này nhé. Là bạn sẽ lưu lại được hết các cái model, các cái thuật toán và thử ở trong bài toán. Và nếu như bạn muốn tái hiện lại cái kết quả ở bên result này thì bạn có căn cứ để bạn mà mò lại mà bạn tái hiện, tránh tình trạng bạn thử rất nhiều, ôi rồi cuối cùng hóa ra là cái thuật toán mà hồi đầu mình triển khai á thì nó kết quả tốt nhất, nhưng mà bây giờ làm sao mà tái hiện được kết quả ở đâu đó. Bắt đầu Ctrl Z xong rồi thay đổi thôi, và mãi mãi, có thể là mãi mãi mình bị một lần rồi là bạn mình không bao giờ tái hiện lại được cái kết quả lúc đầu rất tốt nữa. Và từ đó trở đi thì mình rút kinh nghiệm ngay, không bao giờ mình làm chay, bao giờ mình có một cái bảng Excel như này. Thế thì nó sẽ có là gì? Experiment ID thì đơn thuần là một cột tăng dần là bỏ qua. Thứ hai là một mô tả ngắn gọn về cái experiment đó. Ví dụ đây là gì? Run heuristic, run XGBoost. Thực ra phải là mình, đây là mình ví dụ thôi. Thực tế phải là run heuristic on original dataset là chạy trên dữ liệu gốc. Run heuristic on oversampling dataset là dữ liệu đã oversampling rồi. Đó. Thuật toán hoặc là model hoặc là thuật toán dùng là gì? Đó. Các tham số đều phải ghi lại. Ví dụ là chỉnh về loss, là chỉnh về running rate, chúng ta chỉnh về tham số số lượng cây ở trong random forest, chúng ta phải ghi hết vào đây. Đó, để làm gì? Tái hiện lại. Và đây có một cột dataset, chúng ta dùng cái chuyên này, cái model này, thuật toán này ở trên dataset nào, chúng ta cũng phải ghi lại ở đây nhá. Ghi lại rất rõ ở đây để chúng ta tái hiện lại ở dễ. Đấy, và đây là ví dụ, hoàn toàn là ví dụ thôi. Các bạn có thể thêm nhiều cột khác tùy vào cái nhu cầu sử dụng các bạn, chứ không nhất định là chúng ta phải 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 dùng đúng cái bảng như này nhá. Hoàn toàn bạn có thể thêm vào rất nhiều các bảng khác, rất nhiều các cái cột khác vân vân. Đó. Và cuối cùng chính là cột result. Chúng ta ghi lại được cái gì? Cái kết quả của chúng ta. Ở đây mình ví dụ ba tham số là accuracy, loss và L1 score. Còn bạn hoàn toàn có thể thêm cột nhá. Bạn muốn lưu tham số thì bạn thêm, nó tùy bài toán của các bạn chứ nó không phải cố định như thế này. Đó, nhưng mà tóm lại chúng ta nên lưu lại ở một chỗ để chúng ta có thể tham khảo, nhìn lại, review và tái hiện lại được cái kết quả đó trong tương lai, được chưa? Một chút chia sẻ như vậy. Còn trong cái bài này thì mình đã dùng bốn thuật toán là heuristic, decision tree, random forest và XGBoost, và chúng ta sẽ cùng compare kết quả nhé. Tuy nhiên trong quá trình quay video mình sẽ bỏ qua cái phần ghi cái experiment ra file Excel này. Lý do là ở đây chúng ta thử đơn giản nhanh bốn cái thuật toán thôi, chúng ta không thử nhiều tham số, không thử nhiều cái hyper parameter nên ta không có dùng cái bảng này. Nhưng nếu bạn muốn thực sự làm, bạn muốn thay đổi nhiều lần tham số, nhiều lần dữ liệu thì ta nên ghi bảng đó nhá. Ok, bắt đầu thôi. Đây là phần hands-on. Rồi ở đây thì mình đã dùng Jupyter. Jupyter mình sẽ thử một cái là Nvidia
xem kết nối với GPU chưa. Ok, tốt rồi, đã ngon. Bây giờ bắt đầu chúng ta sẽ làm. Thì việc đầu tiên khi chúng ta làm là chúng ta sẽ phải có thằng Pandas là đã làm việc với dữ liệu kiểu table data, là chúng ta phải có Pandas nhé. Đó, bạn nào mà chưa có Pandas thì có thể cài bằng cái lệnh là pip install Pandas. Đó, mình có rồi, mình cài nữa chưa. Ok, thứ hai là mình sẽ tiến hành việc đầu tiên, chúng ta sẽ đọc dữ liệu và chúng ta sẽ hiển thị lên để xem nó là cái gì đã. Thì ở đây mình đã có một cái file Excel tên là train.csv nhá. Thì file này mình sẽ upload lên trên cái GitHub để các bạn tham khảo. Mình sẽ đọc thử cái việc đầu tiên làm, ta sẽ đọc dữ liệu read and display data. Train bằng pd.read.csv, train.csv và train. Đó, thì dữ liệu đúng như chúng ta vừa thảo luận ở trên slide. Đó, gồm có cột dữ liệu liên quan đến khách hàng mua bảo hiểm ô tô, và cột cuối cùng là khách hàng có hứng thú với cả mua bảo hiểm sức khỏe hay không. Như vậy dữ liệu đọc thành công. Chúng ta có bao nhiêu? Chúng ta có khoảng độ 380.000 dòng dữ liệu khá lớn, và chúng ta có thể train được cái model này. Và bây giờ chúng ta sẽ tiến hành là làm một số cái xử lý dữ liệu. Thì đầu tiên chúng ta thấy là gì? Có cái cột ID drop được, đúng không? ID drop được này. ID nó sẽ drop được vì nó không ảnh hưởng gì đến cái việc dự đoán mô đồ cả. Nó là một số tăng dần, đúng chưa? Thứ hai là chúng ta sẽ nghiên cứu cái cột policy sales channel. Đây. Đó. Thì chúng ta sẽ dùng là value count để chúng ta xem nó là cái gì. Value counts. Đó. Cột này khá là lộn xộn. Và theo mình đọc trong dữ liệu thì cái này là cái kênh tiếp cận bán hàng của bảo hiểm ô tô. Vì vậy theo mình nghĩ là nó không quan trọng lắm với cái mô đồ chúng ta. Đó, phần này nhé, phần này mình nhấn mạnh này. Phần này chúng ta lại phải dùng đến cái gọi là domain knowledge, dịch cái tiếng Việt là hiểu biết về cái mảng đó. Ví dụ như chúng ta làm data về phần ngân hàng thì chúng ta phải có hiểu về nghiệp vụ ngân hàng. Về phần tín dụng ngân hàng đi thì chúng ta phải hiểu về tín dụng. Chúng ta làm về bảo hiểm, chúng ta phải hiểu về bảo hiểm. Chúng ta làm về bán lẻ thì chúng ta cũng phải hiểu về bán lẻ, về hàng hóa, để chúng ta biết được những cột nào nó không liên quan, cột nào nó liên quan nhá. Chứ chúng ta mà không hiểu thì rất khó làm. Thế tại sao mà chúng ta tuyển cái nhân sự làm data nó khó ở đấy? Là vừa phải biết về data nhưng vừa biết về knowledge, về cái domain mà chúng ta sẽ apply cái data nó vào nhá. Thì ở đây mình thấy cột này không quan trọng. Đó. Quan trọng là do mình đọc cái ý nghĩa của nó và mình cho là quan trọng. Nhưng có thể bạn hiểu hơn mình về bảo hiểm, bạn thấy con này quan trọng, bạn để lại. Đó, tùy vào cái đấy, tùy các bạn nhé. Thì việc đầu tiên là mình sẽ drop cái cột mà mình cho là nó không quan trọng đi. Đó. Ví dụ thế, ví dụ mình hiểu biết nhé. Ví dụ mình hiểu biết, các bạn có thể là bạn là khi áp dụng một bài toán cụ thể các bạn thì các bạn sẽ hiểu hơn, các bạn sẽ sẽ biết được là cái cột nào nó không liên quan drop đi, nào liên quan để lại. Ở đây mình dùng một cái tham số là inplace bằng true. Đó, để nó sau khi xóa hai cột này thì nó gán luôn giá trị vào cái trên luôn, cái trên này. Đó, mình không phải gán nữa, bình thường không có sẽ phải là trên, không có cái inplace này thì biết là train bằng trên chấm drop. Đó, xóa hai cột để mình kiểm tra xóa chưa, mình lại hiện trên lên đã xóa. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ đi từ trái qua phải, chúng ta xử lý các cái cột. Đầu tiên là cái cột gender, đúng không? Giới tính. Nếu chúng ta để là male, female này thì rất là khó trong model. Thì chúng ta sẽ tiến hành là dùng get dummy cho cái train. Đó. Và cột để chuyển sang dummy sẽ là cột gender. Thêm một tham số drop. Ở đây mình sẽ
mình sẽ cho bạn xem mình chưa gán vội, mình bỏ drop đi nhé. Rồi thì mình sẽ cho bạn thấy là cái get dummy để làm gì. Rồi get dummy nó sẽ bỏ ngay cái cột gender đi và nó tạo ra hai cột gender female và gender male. Nếu người này là nam thì gender female chọn 0, gender male bằng 1. Ngược lại nếu người này là female thì cột gender female sẽ là 1 và gender male bằng 0. Được chưa? Cái này rất dễ hiểu. Tuy nhiên lại có vấn đề. Như vậy cột female và cột male sẽ phụ thuộc vào nhau. Đúng không? Vậy chúng ta phải bỏ một cột đi. Ok. Bây giờ nếu chúng ta thích ta dùng drop column để nó bỏ một cột đi, nhưng không. Trong này nó có một cái tham số tức là drop luôn. Drop first bằng true. Đó thấy không? Ngay lập tức mất đi một cột female rồi. Vậy thì cứ cột male này bằng 0 thì là female bằng 1 là nữ, còn cột male bằng 1 thì là nam. Đó, ok, giờ mình gán lại trên mặt sau kiểm tra cột trên, kiểm tra cái data trên cột trên tất cả mình xóa nhé. Edit trên rồi, còn thấy không, đã xóa cột gender, chỉ còn cột gender male 10, chuẩn. 10 là đưa máy tính là nó hiểu rồi, nó không cần, còn male thì male nó không hiểu đâu. Tiếp đến là chúng ta đến cột gì, age. Cột age có sẽ cột age này, cột age thì mình xử lý cột age cho đi nhá. Age này, cột age, mình sẽ dùng, bạn biết rồi đấy, mô đồ của chúng ta mà nếu chúng ta để ở đây có cột gì nhỉ, cột age này, cột annual premium này, cột vintage này, ba cột nó sẽ có cái range dữ liệu khác nhau, đúng không? Dữ liệu khác nhau. Đây chỗ này cột age này, đó, mình chấm info thì phải, đúng không? Không chấm info, chấm describe. Lâu lâu mình quên đi. Đó là frame. The frame đó này. Viết sai chính tả. Describe. Describe. Rồi, describe. Giúp mình viết tiếng Anh vãi chưởng. Rồi. Đây, với cột H nhá. Bạn thấy là gì? Min của nó là 20, max là 85. Chưa? Nhưng với cột annual premium thì min là 2006 và max là 540.000 bao nhiêu đó. Cột vintage thì min là 10 và max là 29. Rõ ràng ba cột này nó có một ba cái range dữ liệu hoàn toàn là khác nhau, nên là chúng ta trên mô đồ sẽ rất khó để mô đồ nó đạt được cái hiệu quả cao, nên chúng ta phải scale để nó đưa ba thằng này về 0 và 1. Đó. Thì mình sẽ làm thử luôn nhá. Mình sẽ import vào thư viện Scalar.preprocessing import cái min max scaler. Bạn nào muốn tìm hiểu về min max scale thì lên mạng Google gõ ra là min max scale. Yeah, thì nó khá là dễ hiểu đấy. Scaler bằng min max scaler. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ thành là scale này. Scale nhá, trên cột S đầu tiên sẽ bằng như được ba cột đến nhau ấy, mình sẽ làm một phát ba cột luôn, một phát ba cột luôn, gồm có S, có annual premium và cột thứ ba là vintage. Rồi bằng scaler chấm fit transform. Transform cái gì? Transform cái này. Được chưa? Rồi. Và in cái trên ra xem nào. Chạy thử ra. Rồi, in trên nào.
không? Ngay lập tức này, cột TX đã chuyển về dạng từ 0 đến 1, cột Annual Premium cũng chuyển về từ 0 đến 1 và cột Vintage cũng chuyển ra đoạn 0 đến 1. Đó, thì nó là tác dụng của Min Max Scale, bạn lên mạng Google, Google nha. Ok, bây giờ còn trường gì nhỉ? Trường Driving License nó cần làm gì không? Mình kiểm tra thử. Đó, xem có làm gì không? Chỉ không là một, không cần phải làm gì hết, bỏ qua nhá. Như vậy trường Region Code cho làm gì nào? Trường này thì đa phần là 28, giá trị 28. Có thể là người dân ở cái vùng nào đó có mã vùng là 28. Thế còn lại rất nhiều số khác thì nó sẽ ở dạng là khác 28. Đó. Chỗ này nếu bạn muốn thì bạn có thể dùng cái getDummy để mình tạo ra các cột khác nhau nhá. Ở đây không, cái vùng này là mã vùng, nó không phải là số liên tiếp continuous value. Nên chúng ta không thể dùng min-max scale được nhá. Đâu mà scale được, nó là mã vùng. Chúng ta chỉ có thể dùng là getDummy hoặc là các thuật toán hashing khác để tạo ra cái encoding cho nó. Thế nhưng mà bạn để ý số trường đấy khá nhiều, mình ước trường nó cũng phải tầm độ 40 50 giá trị gì đấy. Nên nếu chúng ta làm được 40 50 cột đummy thì không thể thi mà model sẽ dễ overfit. Vậy thì chúng ta sẽ xử lý hướng nào? Thì với bài toán dạng này ấy, thì mình hay xử lý theo hướng là mình sẽ giữ lại một giá trị gọi là giá trị đa số là 28, còn tất cả các phần khác 28 thì mình cho nó gộp vào một category, đúng không? Như vậy ở đây mình quy cột regular code này sẽ về một cái việc nó chỉ còn 28 hoặc 028 mà thôi, đúng chưa? Thì chúng ta sẽ dùng cái lệnh là lambda, là hàng lambda. Đó, mình sẽ apply một hàng lambda. Hàng lambda này sẽ làm gì? Sẽ làm cái việc gì? Sẽ làm cái việc lấy từng dòng, và nếu mà nó bằng 28 thì cho nó bằng một. Đó. Được chưa? Còn nếu mà không thì bằng không. Chạy từng dòng, nếu giá trị chạy từng dòng, nếu giá trị trong cái cột lên cột này bằng 28 thì cho nó bằng một, giả chuyển nó bằng một, còn nếu không thì chỉ bằng không. Rồi chạy thử nhá. Boop. Rồi giờ mình xem lại xem là mình nó hoạt động đúng không. Ok, thấy không, Raven code lúc trước là 28 đây, nhưng bây giờ đã còn chỉ 0101 thôi, và chúng ta sẽ thử luôn xem cái value count của nó gồm những cái giá trị gì. Ok, chỉ còn 0 và 1. Đó. Được chưa? Bằng 28 thì bằng 1, còn lại bằng 0. Ok rồi. Như vậy ta đã encode được cái cột này về 0 và 1 để cho nó model nó có thể hiểu được. Nào, kiểm tra còn cột nào nữa không nào. Previous insert kiểm tra luôn xem tình hình nó ổn không. Cũng ổn rồi, không có chế gì cả. 01 rồi nhá. Vân hai của X ở đây. Đây là một cái chuỗi, đúng không? Một cái chuỗi. Và ở đây hoàn toàn ta dùng getDummy được, đúng không? GetDummy tốt, đúng không? GetDummy. Mình lại thử GetDummy nhá. PD chấm getDummies train columns bằng cột gì? Cột vertical edge. Run. Đâu bạn thấy không? Nó xóa ngay cái cột vertical edge, nó hiện ra hai cột. Vertical cột ba cột, đây là kết 1 đến 2 year, vertical edge nhỏ hơn 1 year, vertical edge lớn 2 year. Chưa? Và cách hiểu nó hoàn toàn giống như ta làm ở trên này với cái getDummy cho thằng gender. Chưa? Mình không nói lại nữa. Như vậy mình hoàn toàn thể dùng getDummy. Chưa? Mình drop first nhé, bỏ một cột đi, drop first chụp rồi mình gắn vào train bằng cái này, run. Ok, kiểm tra lại lần nữa biến train của chúng ta.
trước khi đi tiếp. Ok rồi đấy, đây vai của ấy đây, chỉ còn hai cột thôi, rất ổn rồi. Nào bây giờ còn cột vơ hai của Demis, yes và no. Đó. Lúc nào có thể dùng, hoàn toàn dùng gì, dùng Redmi, dùng Lambda, ok. Chắc mình dùng là Redmi tiếp nhỉ, cho nhanh xong. Một lần nữa thử lại trên chúng ta. Ok rồi. Đã cột vehicle diminish đã chuyển thành 01. Ok. Lúc này ta nhìn lại bảng dữ liệu nào. Tất cả đã được chuyển về 01. Các cột số, các cột category nhé, đã chuyển về 01. Các cột số đã chuyển về khoảng 01. Sẵn sàng ở trên data rồi. Ok. Tiếp nào. Vậy thì chúng ta trước khi chúng ta bắt đầu train, bắt đầu fitting và các cái mua đồ, bắt đầu thử nghiệm cái này cái kia, thì chúng ta phải làm gì? Chúng ta sẽ phải định nghĩa thế nào là input, cái gì là output nhá. Đó, chúng ta sẽ định nghĩa. À quên, đây, mình quên một đoạn quan trọng là chúng ta sẽ phân tích một chút về correlation. Được chưa? Thì ở đây bạn thấy gì? Ta cột input của cột gì, đây từ cột S này đến cột này và bỏ đi cột response nhé, response là cột output chúng ta, được chưa? Thì bây giờ chúng ta thử nghiệm, chúng ta sẽ lấy cái correlation của cái thằng này đây, đây chính là giá trị correlation giữa cột với nhau. Thế nhưng mà để cái này thì rất là khó nhìn, đúng không? Nên chúng ta sẽ phải làm gì, đồ thị hóa. Đó, mình có một cái lệnh ở đây để vẽ được cái màu mè dị hóa lên. Để vẽ được thì mình dùng cái thư viện Seaborn, import Seaborn SNS. Các bạn muốn cài Seaborn thì chúng ta dùng lệnh pip install Seaborn. Mình cũng cài rồi, mình không cần cài nữa nhé. Đó, import Seaborn. Sau đó mình sẽ vẽ nó ra để chúng ta nhìn nó trực quan hơn. Thiếu một thư viện lại, cũng phải import matplotlib nhé, matplotlib.pplot.splt. Bạn cũng, nếu bạn chưa cài thì bạn lại cài cho mình cái pip install matplotlib nha. Rồi chạy. Ok, thì bạn thấy là gì, có các cột nào mà nó correlation mạnh nhất nhé, là nó gọi là thuận đấy, correlation thuận mạnh nhất thì nó là màu trắng sáng. Cái nào mà correlation nghịch, nó cao một chút, mình không nắm rõ được cái từ khóa nó nói nó chuyên ngành là như thế nào nhé, thì có thể mình nói sai, thì mình không học chuyên về data. Thế nhưng bạn cứ tưởng tượng này, nếu biến A mà nó phụ thuộc vào biến B, nó phụ thuộc vào đồng gọi là đồng, không phải nghịch, thuận nhé, thì a tăng b giảm. Còn nếu a b mà nó phụ thuộc vào nhau nhưng mà nó nghịch, thì a tăng thì b nó giảm và a giảm b nó tăng nhé. Thì những cái biến thuận sẽ màu trắng sáng này, giá trị càng lớn thì giá trị càng trắng, càng nghịch thì nó càng màu đen. Thì ở đây mình nhìn qua thấy là có gì, về thuận đi thì chỉ có các cột phụ thuộc lệnh tự phụ thuộc vào nó. Tất nhiên rồi, nó tăng thì là nó tăng, mà nó giảm thì nó giảm phụ thuộc vào nó. Như S và S này đường chéo này bỏ qua, không có giá trị nào mà nó quá là phụ thuộc mức độ thuận cao cả. Chỉ có nghịch thì có gì, có thằng nào đây, có thằng là vehicle damage và đã cấp bảo hiểm, đã gọi là insured, phát hành một bảo hiểm, đúng rồi, xe hỏng thì được bảo hiểm, thì đương nhiên là cái cột và xe hỏng và cột được trả bảo hiểm nó phải là connection với nhau rồi, đúng không? Thế rồi đây có cột gì đây, cột vương hai cổ nhỏ 1 năm với cột tuổi. Ồ, như vậy tuổi càng cao, vương hai cổ, các cột này nó tuổi. Nghịch nhau,
Nghĩa là người càng già thì càng sở hữu xe nhiều hơn. Đúng rồi, chuẩn. Ok. Như vậy là chúng ta sẽ drop, có thể drop hai cột đi nhé. À không, phải drop hai cột, drop một trong hai cột. Ví dụ như cột vertical damage yes và cột previous insured nó phụ thuộc vào nhau thì nó drop một trong hai cột thì mình chọn. Và việc chọn drop thế nào thì các bạn cũng phải ghi vào cái bảng experimental này để lần sau bạn thay đổi, bạn làm lại nhé. Ok. Để bài toán đơn giản thì mình sẽ không drop của nào cả, mình lấy tất cả mình cho mình trên nhé, cho nó đơn giản. Các bạn có thể là sau này bạn là bạn bạn thay đổi, bạn là đưa vào dữ liệu rồi bạn thay đổi, bạn nốt lại, bạn drop cột này, drop cột kia, vân vân nhé. Rồi bây giờ mình sẽ làm nào. Khi mà chúng ta có dữ liệu rồi, chúng ta phải xác định đâu là x, đâu là y để bằng fit model. X là gì? X là bằng chính ở trên, nhưng mà drop đi cái column, column gì nhỉ, column response là output chúng ta mà nó để đấy thì sao được. Đây response đây à. Response rồi, y thì sao? Y thì bằng là train và chỉ lấy cột response thôi, được chưa? Đó, y.save, y.save. Ok, tất cả có 38 381.000 bản ghi. X sẽ có 10 cái đầu vào, y thì sẽ có là một cái output đầu ra, đơn giản thôi. Rồi bây giờ chúng ta sẽ chia, sau khi có dữ liệu rồi chúng ta sẽ chia trên test, đúng không? Split trên và test thì chúng ta lại dùng cái hàm thần thánh rồi. Scanlan chấm preprocessing import trên test split. Oh, mình nhầm đấy, đây là model chấm session. Rồi lỗi không? Không lỗi, có rồi. Đó thì sau đó là x test y trên y test bằng trên test split. Cái này thì mình không nói lại nữa vì nó là một hàm mình đã dùng rất nhiều lần trong cả bài trước, mình cũng làm x y test size bằng 0,2, random state bằng 42, xong. Úi giời, lỗi bằng cái trừ. Ok rồi, thử in ra cái shape của x train và y train. Ok, như vậy chúng ta có tất cả 381 bản ghi, thì tầm độ 80.000 bản ghi sẽ được dùng để làm test và 300.000 bản ghi sẽ được dùng để train, được chưa? Rồi bây giờ tiếp đến vấn đề thứ hai này, chúng ta thử phân tích x train, y train. Value house lớp 0 là 267.000, lớp 1 chỉ có 37.000, dữ liệu bị imbalance data. Và bây giờ chúng ta sẽ dùng là over sampling, sử dụng use add mode. Mình nhắc lại là bạn nào muốn tìm hiểu về cái phần dữ liệu imbalance này ấy, thì bạn search lại cái clip về imbalance data của mình nhé. Nó có một cái clip ở trên trên BI rồi. Đó, search lại bảng đó. Rồi. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ vào luôn cái phần chúng ta dùng Smode để chúng ta oversampling lên, được chưa? Thì các bạn muốn dùng được, các bạn cài một thư viện là pip install imbalance learn. Đó, mình cũng cài rồi nên mình không cài nữa. Sau khi cài xong, ta sẽ có là from imb learn chấm over sampling import smode, được chưa? Import smode. Ok. Rồi chúng ta sẽ dùng một cái sm bằng smode. Chúng ta sẽ fit để chúng ta train oversampling, y train oversampling sẽ bằng
sml.fit resample cái x và ở x trên và y trên. Đó, tương tự mình cũng in ra cái shape của cái này. Đó, và cái này. Được chưa? Đó, thì phần này mình dùng SMode để mình tăng cường cho cái thằng x trên y trên để xem nó ra cái gì. Đó. Mình cho một chút hơi chậm. Rồi, sau khi tăng cường xong thì nó lên đến 535.000 bản ghi. Đó, x trên y trên lên bản ghi. Và lúc này thì bạn thấy ngay được là cái giá trị của output nó cân bằng. Đây. Đó, cân bằng nhau 267700. Được chưa? Class 1 lúc đầu chỉ có 37187. Nay đã được oversampling lên bằng với cả class 0. Ok. Rồi, bây giờ chúng ta đến phần chúng ta quan trọng này, phần trải nghiệm. Đúng không? Cell type option M. Không phải. Làm sao để ra được đấy nhỉ? M cho M. Không phải. Thôi, mình viết đi. Mình dùng tay vậy. Markdown. Đầu tiên là mình sẽ dùng trải nghiệm đầu tiên. Trải nghiệm đầu tiên của mình là gì? Trải nghiệm của mình đầu tiên là dùng logistic regression và no oversampling. Đã, dùng dữ liệu gốc, được chưa? Đó, thử phần nào. Chúng ta sẽ import một số thư viện from sklearn linear model import logistic regression, được chưa? Đó, để chúng ta có thể là in ra một số cái metric và một số cái về ma trận confusion thì chúng ta sẽ import luôn cả mấy cái này. Đó, bây giờ nó sẽ thành là trên này model logistic viết log rồi bằng linear regression logistic regression rồi model log chấm fit x trên y trên mình no oversampling nhé. Đó, và sau đó chúng ta in cái báo cáo ePress sẽ bằng gì, model dự đoán thử này, predict xtep, sau đó chúng ta in ra cái báo cáo về score cũng như là công trình được chưa, để xem nó ra cái gì nào. Run rồi. Đấy không? Với dữ liệu chúng ta nhận định qua một chút nhé. Thì với dữ liệu mà no và sampling thì cái recall của class 1 là quá là thấp. Nó không phát hiện, nó thấp quá, không phải 0 rồi. Và các nhãn 1 thì hầu như là không nhận định được, đều bị predict nhầm thành 0. Như vậy chúng ta sẽ bỏ lỡ rất nhiều khách hàng tiềm năng. Nhá, một là khách hàng tiềm năng, khách hàng có nhu cầu về bảo hiểm nhưng ta đã bỏ lỡ. Lỡ vì chúng ta đã dự đoán nhầm họ là họ không có nhu cầu. Thế là này cũng khó dùng đấy. Rồi bây giờ ta đến một cái phần thứ hai là chúng ta sẽ dùng logistic mà có oversampling, được chưa? Rồi logistic regression with oversampling, được chưa? Rồi thì cũng tương tự như trên thôi, copy xuống nhưng chúng ta đổi ở đây thành gì, os over sampling đã vừa tạo ra dữ liệu này ở trên và nó chạy như bình thường. Ok, lúc này chúng ta có gì, chúng ta sẽ có recall tốt hơn 0.97 và đã bắt đầu là nhận được khá tốt các cái nhận diện được khá tốt các cái class 1 nhá. Nghĩa là trong data chúng ta có bao nhiêu khách hàng mà nó có nhu cầu, khách hàng có nhu cầu về bảo hiểm health thì lập tức nó nhận diện được. Đây thấy không?
tất cả các mod chúng ta sẽ được chỉ predict được predict đúng về về một, và còn lại hai chỉ có 240 khách hàng là bị không thôi. Thì bạn nào như vậy sẽ thấy one score khá là thấp, one score đây không phải 4, precision thì cũng có chỉ 0,26. Thế nhưng mà đã có cái gì hay ho ở đây? Bài toán này là bài toán gì? Tìm được các khách hàng có nhu cầu ở trong tổng dữ liệu để chúng ta tiếp cận, thì chúng ta phải tìm làm sao để bài toán chúng ta nó có cái recall cao nhất, chưa có recall nhất thì là ok đó. Thế thì ở đây có recall rất là cao, 97, chúng ta có thể thấy là đang có tất cả khoảng độ 10.000 khách hàng, thì chúng ta 9.500 khách hàng thì chúng ta lấy được 9.200 rồi, còn lại 26.000 mới đọt thôi đó. Đây là một mô đồ khá là ổn, có thể dùng thực tế được. Đó. Ok rồi, chúng ta sẽ dùng tiếp này. Rồi, giờ tiếp theo chúng ta sẽ dùng đến một cái tiếp theo này, là một cái là chúng ta sẽ áp dụng Clickable thì chúng ta cũng sẽ có hai phần là phần with oversampling và no oversampling nha. Mình cứ thử nghiệm thôi. Rồi, để mà làm việc với Clickable thì các bạn lại phải cài một cái thư viện là pip install Clickable đó, nhưng mình cũng cài rồi nên mình không cài ở đây nữa nhé. Rồi, sau khi cài xong chúng ta sẽ có là gì? XGBoost ấy, thì nó lại dị ứng, mình quên một chút là XGBoost nó dị ứng với các cái dữ liệu mà có cái tên cột mà có dấu nhỏ hơn này, lớn hơn này, đó là sẽ quan tèo. Như vậy là mình sẽ phải rename cái cột đi, đúng không? Khỏi rename cột đi, rename cột thì mình sẽ copy cái lệnh này nhanh nhá, đó. Rename code đi. Thì mình sẽ rename gì? Xtrain, Xtest, Xtrain OS. Đó. Được chưa? Mình sẽ rename ba cái dữ liệu này. Thì bây giờ nó có các tên cột. Bầm. Ui copy cho nhanh nhé. Vertical lớn hơn 2 years, vertical nhỏ hơn 1 year mà. Mình gõ một chữ A vào đây. Vertical edge nhỏ hơn một kia, rồi mình copy cái này nhá cho đỡ nhầm lẫn này. Đấy. Mình ngọt sang trồng trọt thế rồi, lớn hơn 2 years này. Ok, ngon lành thành đạt. Rồi. Tiếp đến này, mình sẽ import xgboost.xgb. Đúng thằng ngắn. Sau đó mình tạo một cái mô đồ thôi. Mô đồ xgb bằng xgb.xgb classifier. Đây là classifier đúng không? Và mình có một tham số random state bằng con số 42 thần thánh, số lượng estimator bằng 100. Đó, mình có một bài nói sâu về XGBoost rồi, bạn phải Google Mi AI XGBoost ra ngay. Còn đây mình sẽ viết code thôi, model XGB chấm fit xtrain xtrain
Đây là no oversampling nhé. Sau đó mình cũng tương tự như trên, mình cũng sẽ predict và mình sẽ in ra cái classification. Đấy, mình sửa mô đồ một chút nhé. Đấy. Rồi, bắn đi anh em. Rồi. Lại bị sai anh tải cho nó luôn. Ok. Ok rồi, thằng này thì ui rồi còn tồi hơn thằng kia. Precision tốt hơn một tí, nhưng mà recall thì thôi rồi, đã bỏ sót gần hết khách hàng. Có đến 9.400 khách hàng là có nguyện vọng, có nhu cầu mua healthcare nhưng bị predict về bằng không. Ok, mình lại thử một tiếp lần nữa, nhưng lần này với dữ liệu đã oversampling. Oversampling. Run. Ok. Wow, hôm nay recall chúng ta là lên được 0.75, precision 0.32. Đó, như vậy là có tất cả 9, khoảng độ 9 nghìn khách hàng, 7 nghìn khách hàng đúng, mất đi 2.300 khách hàng là không dự đoán được. Ok. Rồi, thì lúc này bạn có thể thử nghiệm thêm một số thuật toán khác. Ví dụ như là random forest, decision tree, mình thử thêm đấy. Ở này mình sẽ đi nhanh, nó tương tự như ở trên, nên mình sẽ không đi chi tiết nữa nhé, đi nhanh thôi. Nó cũng tương tự như ở trên, chúng ta cũng sẽ tiến hành là thử nghiệm import các thư viện và thử nghiệm với no oversampling và có oversampling. Đúng rồi, đây là thử nghiệm với no oversampling này. Đã chạy một chút, cái này nó chậm hơn cái kia. Đây, đó mình để nó chậm nên mình để chạy luôn hai cái đấy, tí mình xem. Ok, đã kết quả rồi. Thì nhìn chung là kết quả cũng cải thiện hơn ở phần recall, nhưng mất 5.000 khách hàng rồi. Đó. Ok rồi đó, thì bọn mình đã xong cái phần hands-on về các thuật áp dụng bài toán mà cross-sell prediction với chúng ta có rất nhiều các thuật toán ở đây. Thì sau khi chúng ta làm hết, ta nên review lại và chúng ta nhận thấy là cái nào thì tốt nhất cho chúng ta. Ví dụ đầu tiên là cái regression no oversampling, chúng ta mất gần hết khách hàng. Đó. Khách hàng một đều bị predict không cả, bỏ. Với cái no with OS with oversampling thì chúng ta có gì? Thứ nhất là có rất nhiều lớp không, bị chuyển sang lớp 1 khoảng độ 27.000. Thế nhưng mà chúng ta chỉ bỏ lỡ 246 khách hàng một thôi. Đó thì chúng ta phải trade-off thôi. Chúng ta sẽ trade-off ở đây, chúng ta sẽ xem cân nhắc cho cái nào nó hợp lý. Thì nếu là mình sẽ chọn cái mô này. Vì sao? Thay vì việc phải tiếp cận tất cả là bao nhiêu? Tất cả là test của nó là đây 30.000 ở đâu test đâu 8.000 à 80.000 rồi thay vì phải tiếp cận 80.000 khách hàng thì mình chỉ còn tiếp cận bao nhiêu 27 cộng với 9 là 36 khách hàng giảm được ối và trong đó thì đã có khách hàng là có nhu cầu thật nhá mình chỉ mất 246 khách hàng thôi. Như vậy là mình hoàn toàn có thể tiết giảm được khoảng độ 50% cái chi phí tiếp cận khách hàng của mình và mình không bỏ lỡ khách hàng có nhu cầu thực sự nhá. Thì mình đấy cho rằng nó là hợp lý với cái bài toán và dữ liệu của mình thì mình dùng, còn tùy các bạn có thể là cân nhắc và lấy quyết định của riêng mình nhá. Thôi mình tạm dừng clip này ở đây, nếu bạn thấy hay thì cho mình một like, subscribe kênh và bấm cái nút chuông ở cạnh để làm gì, để khi có clip mới thì bạn sẽ là người đầu tiên nhận được clip đó. Ok, bye bye.